Thảo ơi, có một cái vấn đề mà nhức nhối rần rần mạng xã hội dạo gần đây, đó chính là vấn đề trong giới Long Bích. Đúng rồi, trong giới Long Bích, quả cầu Long lại tiếp tục tăng giá. Bây giờ một cái ống cầu nó đánh gần 300 ngàn một ống, một ống 12 quả. Mà một buổi mình đánh dự chi đánh đâu khoảng 2 đến 3 ống. Thì mọi người đánh cầu Long là theo dạng là những cái người đại gia. Quý với nhau vui như vậy. Bởi vì nếu mà cá nhân em thấy cũng đúng thiệt. Bây giờ anh thấy giờ kinh phí đi chơi cầu Long một buổi nè, tiền sân, rồi tiền ống cầu, mọi thứ bỏ ra một nhóm đánh vậy là phải hơn cả triệu một buổi. Nhưng mà nói về 1 triệu chia cho 1 triệu chia cho 10 người, 1 triệu cho 10 người ở người có 100 ngàn, nghĩa là tăng. Hồi đó là một buổi là cứ nam là 50, bắt đầu nam 70, bắt đầu là bây giờ lên 100. Coi như nó sẽ sắp xỉ, nó sẽ tăng khoảng 20-30%. Đó. Thậm chí có thể là 50%. Dạ đúng rồi. Chưa kể trong quá trình sơ sót đấu kiếm trên căng keng. Chưa kể là quá trình sơ sót đấu kiếm nghỉ vợt nè, rồi đánh theo dạng là sẽ bị nước lưới nè, rồi phải thay quấn cái nè, rồi tiền nước nữa nè, chưa tính tiền độ nữa. Tiền độ xong rồi tiền ra quán nữa. Chơi cầu lông một đống tiền. Thì một trong những môn thể thao mình nói đại gia nhất, gọi là tốn kém nhất, đó là một bộ môn polo, gọi là đánh khúc khung cầu trên ngựa. Cung cầu trên ngựa, cái môn nghe lão quá vậy ta. Nói chung là môn này ở bên châu Âu á. Đây là môn quý sọc. Quý sọc tốn kém nhất. Tại vì ngoài cái chuyện mà em tốn tiền mua gậy mua đồ từ từ nha, sân bãi từ từ, em phải sở hữu một con ngựa. Con ngựa người chiến đúng không? Không, ngựa bình thường thôi, cũng tới tiền tỷ rồi. Nghe được chưa? Rồi tiếp theo nữa là sẽ là tới môn golf. Golf. Ít người chơi nhưng mà đằng nào chơi cũng tốn á. Cái đợt trước là em có giao lưu với một cái anh đi quay đám cưới của anh Vũ. Anh có chia sẻ là anh đó có đi quay golf á, là mấy ông đó giàu lắm, đánh theo vậy là một trận vậy là tính theo vậy là tiền triệu không á. Thì đúng rồi, cái gì tiền triệu gì bình thường, nói chung là mọi thứ nó với họ rất là bình thường. Nếu mà như vậy, cầu lông có phải là một môn đại gia chưa? Vô tình ở thời điểm này nha, để mình nói lại, cầu lông không phải là một bộ môn mà gọi là đắt đỏ. Anh vẫn bảo vệ cái quan điểm đó bằng mọi cách. Cái thứ duy nhất mà để mà họ nói đây là môn đại gia thì nó thuộc về cái đó gọi là cầu. Chỉ duy nhất cái giá cầu. Với mình làm rất nhiều clip, mình đã nói rồi, những bạn nào mà chơi tầm trung, mấy bạn bỏ 1-2 triệu ra là mấy bạn đã có một cây vợt. Full một set luôn anh, full một set đồ đầy đủ luôn. Full một set đồ đầy đủ, bạn thi đấu, bạn đi đánh luôn đó. Rồi nếu mà cầu mà bạn muốn quýnh chơi vui vẻ, bạn chơi cầu nhựa đi. Đỡ tốn kém. Đỡ tốn kém mà, có gì đâu. Rồi thay vì bạn xài lưới 180 ngàn, 200 ngàn thì bạn có thể xài lưới BG65 ăn chắc mặt bền. Đúng không? Nghĩa là mình vẫn đang kiểm soát được nó, chứ không phải là nó như một môn golf. Dạ, đúng rồi. Hay là môn polo, hay là những cái bộ môn mà nó, thậm chí kể cái bida luôn. Một người phải sở hữu phải nhất 3-4 cây cơ. Cây cơ mấy chục triệu. Đúng không? Từ từ để mình nói, nếu như là nó sẽ một cái có nói đi. Cũng phải nói lại, cái thứ duy nhất mình đang bị cấn ở đây, chỉ duy nhất đó là cầu, thì quả cầu lông thôi. Phải chi trả cho mỗi buổi đánh. Nên bây giờ mình, cái thứ để mà mình tập trung vào đó thì mình sẽ tập trung vào vấn đề quả cầu. Ở đây mình sẽ là tại sao nó tăng giá và nó có hợp lý hay không. Tại vì nếu tăng giá không hợp lý, người ta bỏ luôn, bỏ liền, người ta không chơi nữa. Anh đang dùng từ đã tăng vô lý. Mày chơi kỳ hả mày? Mày nghĩ tao qua bích cầu tao đánh không, tao đi chạy bộ đỡ tốn tiền. Còn em nói là bây giờ qua bích cầu bôn thì bây giờ nó sẽ ngược lại vấn đề là khi quá nhiều người chơi bích cầu bôn thì nó lại tăng giá. Ở đây mình, mấy bạn phải nhớ là cầu lông của mình bị đội giá lên bởi vì thời điểm sau dịch Covid, người ta bắt đầu lo cho sức khỏe mình nhiều hơn. Thì họ tìm một bộ môn thể thao họ chơi, già chơi được, trẻ chơi được, phụ nữ chơi được, đàn ông chơi được, con nít chơi được, cả nhà chơi được. Chỉ duy nhất thằng cầu lông, cái không gian chơi mọi thứ là thằng cầu lông nó chiếm ưu thế tuyệt đối. Nên thành ra theo quy luật cung cầu, cung quá nhiều cầu ít giá giảm, cung ít mà cầu tăng, nhu cầu tăng là phải tăng. Ví dụ một ngày xưa một công ty về sản xuất quả cầu, họ chỉ cần công nhân làm ngày 8 tiếng. Bây giờ nhu cầu quá lớn, đơn hàng quá nhiều, bắt buộc công nhân phải tăng ca. Làm 12 tiếng để được như thế. Thì chắc chắn là cái thằng cost, thằng khấu hao vô trong cái quả cầu là phải ngược vô trong của công nhân, là phải đẩy vô quả cầu. Là công nhân tăng chi phí lên bởi vì tăng ca mà. Ủa, ông tăng ca tôi trả lương không? Tôi phải trả, nhiều khi tôi phải trả x2, x3. Đúng rồi, đúng rồi. Thậm chí ngày lễ tôi vẫn phải tăng ca, phải làm thì lương x3, x4. Ngày Tết ngày xưa nghỉ tẹt ga, nghỉ 2 tuần, ngày nay thôi, nghỉ 3 ngày Tết thôi cưng. Nghỉ Tết trễ mà vô Tết sớm thì bắt buộc phải như vậy thôi. Rồi thêm nữa là con dịch đẻ không kịp. Thì như anh nói, như quá tăng thì có thể là nhiều thương hiệu sẽ xuất cầu, họ tự mọc lên luôn.
Nhưng mà đây anh đưa vô cái vấn đề nữa là không có lòng. Bây giờ mình khoan nói cái chuyện là thấy miếng bánh thơm mấy ông nhảy vô, bỏ qua chuyện đó được. Cái ngọn nguồn, cái cuối cùng duy nhất vẫn là cái nguồn nguyên liệu để mà ra được quả cầu. Con người không kiểm soát được, mà con người kiểm soát được thì bạn lại không chơi. Ở đây tôi đang nói tới quả cầu nhựa. Mấy bạn thích hả? Bao nhiêu nhựa cũng có. Tại vì tính ra nhựa vẫn là một cái, là cái phụ phẩm của thằng dầu mỏ mà. Yeah. Xăng dầu mình thì giờ thoải mái, giờ tao mày muốn bao nhiêu tao có. Nhưng mà mua cầu nhựa bạn không chơi. Mấy bạn thích cái cầu, gọi là cái cầu mà gọi là nó thuộc về thế giới động vật. Đâu, kiểu như không, cầu nhựa mang sân đánh nó không có dạng thời thượng như cầu kia. Người ta đánh cầu kia mình phải đánh cầu kia như người ta. Còn nguyên thế giới đánh cầu kia mình phải đánh cầu kia như nguyên thế giới, chứ sao mình đánh cầu nhựa được. Lông vịt. Vịt đây là vịt siêu lông chứ không phải là con vịt siêu thịt. Tiếp theo nữa là lông nhỏng. Đây là một trong những cái con vật mà tôi nói bạn là nó phải trải qua một cái quá trình, một cái thời gian để nó phát triển, để nó có lông, để mình thu hoạch. Và mình thu hoạch xong mình phải đợi nó mọc lông ra. Nó không có gì nhiều á, thích nhiều có nhiều. Nên nó bị kẹt ở vấn đề đó. 1000 người công nhân ra làm quả cầu là coi như là cái tốc độ làm cầu cực kỳ nhanh. Như khi làm là dây chuyền là máy móc là nhanh lắm, dịch lớn không kịp. Rồi làm gì nó à? Mình nuôi nhiều hơn đúng không anh? Rồi đất đâu ở? Ủa? Nó là nguyên một cái dây chuyền. Em muốn mở rộng trang trại, em muốn mở rộng cái này cái kia, em phải có một cái quỹ đất. Mà đất đâu có đẻ ra đâu. Nó chỉ có một cái nguồn cố định ở đó thôi. Bây giờ cái trang trại đó bạn nuôi 1000 con vịt. Bây giờ cùng lắm thì cho bạn lên, cùng lắm thì 1200, vượt chỉ tiêu 200 con. Là coi như chen chúc nhau rồi đó. Kiểu như là mỗi tháng là cái chỗ sản xuất lông nó chỉ cung cấp được cho cái đó lông cho cái nhà máy làm cầu thôi. Chỉ được như đó, chứ còn bây giờ bạn muốn lên thì bây giờ bạn muốn mà nuôi thêm nó thì bây giờ bạn bắt buộc bạn phải tháo dỡ những thứ là gì, nuôi heo, nuôi này nuôi kia thì tự nhiên nó lại, nói chung là nó thuộc về kinh tế vĩ mô, thành ra mình không bàn cái này được. Chỉ cần một cái này ảnh hưởng nó sẽ kéo thành một cái hệ lụy dài nó đẩy ra. Túm gọn lại là do cái nhu cầu tăng đột biến, tăng cao. Hầu như môn cầu lông này nó xuất hiện trên khắp thế giới, và thậm chí là ở như ở Việt Nam mình đang có một cái đó là sân cầu có thể mở quá dễ dàng, không như ở nước ngoài. Ở nước ngoài họ cái quỹ đất của họ không cho bạn cái chuyện là bạn có nhà, bạn có đất, bạn muốn mở sân lông không cho đâu. Mày muốn chơi thể thao xin mời ra cái chỗ cái quỹ đất mà dành cho bên trung tâm á. Nên thành ra là vô hình chung sân cầu tăng nhiều, người chơi tăng nhiều, ba la để đáp ứng. Nhưng mà cái quả cầu nó thuộc về gọi là thế giới động vật, nó phải ăn, nó phải lớn từ từ, nó còn phải xỉu nữa. Nên thành ra mình hiện tại mình đang bị phụ thuộc vào cái thị trường nguyên vật liệu ở nước ngoài. Mà cụ thể đây là mình, các bạn sẽ đón được mình đúng không? Trung Quốc. Thật sự nha, cái người, cái nhà phân phối mình, những thương hiệu lớn ở Việt Nam mình cũng không quyết định được. Không quyết định được. Bên cái nguồn nguyên vật liệu bên nước ngoài họ nói tăng giá, tụi tao tăng giá nhân công quá rồi, giờ tăng giá. Em có quyền từ chối. Thôi mày tăng giá tao không mua mày nữa. Người tao cũng không cầu bán luôn. Tao phá sản luôn. Nên thành ra giờ sao giờ? Vô thế luôn mình. Vô thế. Cầu thì với như nói một cái miếng bánh nhỏ, tự nhiên giờ mọc lên 4 năm, thêm 4 năm ong nữa. Như ngày xưa là chỉ có Hải Yến nè, bắt đầu thấy người ta hiểu, bắt đầu cái ong nào cũng nhảy vô 88. À rồi bây giờ thậm chí bên ngày xưa là Camito sinh sau đẻ muộn, bây giờ cũng làm cầu luôn. Có Camito luôn anh. À cầu VNB mình cũng mọi thứ rồi, cũng rất là nhiều. Tại vì cầu VNB mình làm nó lâu rồi. Thì bắt đầu là sẽ nhận ra một cái gọi là cái sức nóng trong cái thị phần. Và ở đây tôi mình nói luôn, không phải riêng Việt Nam tăng giá, đây là xu hướng chung trên toàn thế giới. Có nhiều bạn nói ui cầu Yonex tôi thấy nó có tăng giá đâu. Năm 2007 cầu Yonex 500.000 một ống. Mà vậy cầu Yonex hơn 1 triệu. Đúng rồi, vậy có tăng không? Gấp đôi luôn. bởi vì cầu Yonex tính theo đô, với là ít người chơi. Ít người chơi, nhưng mà bên nước ngoài họ chơi mà, họ cũng tăng mà. Do Việt Nam mình mấy bạn ít đánh cầu do net, nên thành ra mấy bạn ấy thấy thằng này nó có tăng đâu. Ủa, nó đã tăng trước lâu rồi. Cái thời điểm mà mình một ống cầu của mình là chỉ có 150 thì nó đã là 700-800 ngàn rồi. Tụ trung lại là cái vấn đề này nó sẽ tăng ở cái phân khúc tầm trung. Tầm giờ trung ở Việt Nam mình đúng không? Tầm trung nhiều mình. Người chơi nhất. Thì kiểu như thị trường kiểu mọi người tăng thì chắc chắn là sẽ tăng hết, nó tăng đều hết mà. Để mình nói lại là không phải là mình muốn tăng là tăng, mà giờ nguyên vật liệu nó nói thẳng luôn, không phải là bỏ cho em á thì làm ví dụ là khoảng là 3 đô một ký lông, bỏ của anh cái nói thôi chỗ anh em thương tình thôi mày 2 đô thôi. Không, đều hết đều cả, cùng lắm xê xích vài sen cũng bị oan quá. Nói tăng giá xong rồi trời ơi tăng giá giờ tao bỏ cầu lông rồi tao bỏ thì giờ sao giờ tôi cũng phải chịu. Bây giờ bên người ta, bên nguyên vật liệu họ đưa như thế, không lấy tôi bán giữ lại giá cũ của tôi lỗ, tôi phá sản rồi ai nuôi tôi. Cá nhân em góp nhìn của em ở thời điểm hiện tại thì em thấy môn pickleball cũng phát triển dần lên. Nhưng mà nếu mà giá cầu nó tăng quá cao thì em nghĩ là chắc là sẽ có một số người chuyển nhận qua. Bởi vì thậm chí bây giờ bên Trung Quốc mà nó còn đang cho pickleball nhiều đó, thì em thấy là kiểu như chuyển dần qua. Tại vì nếu mà so sánh với cầu lông em thấy pickleball nó dễ chơi hơn. Thì nói đó. Chung là mỗi thằng nó đều sẽ có một cái ưu nhược điểm riêng. Dạ đúng rồi ha.
Thì bây giờ mấy bạn đổ xô Bitcoin chơi nhiều thì Bitcoin tăng giá thôi. Như ngày xưa cái môn chạy bộ chưa được viral, giờ dạo gần đây cái môn chạy bộ nó viral lên, các bạn sẽ thấy là cái tiền mà đăng ký tham gia một cái giải trail, một cái giải chạy này nọ đó, có kỷ niệm chương cái này đâu đó, nó lại tăng. Anh em mình làm video này không phải là để mà nói theo kiểu là thôi đừng bỏ cái đó, xem giờ tại vì nó là quy luật. Để nó mọi người thông cảm hơn. Bây giờ tôi có một cái mách nhỏ mấy bạn thử nha. Giờ nó tăng cao quá, giờ mấy bạn thử mua cầu Yonex đi. Không, mà cầu Yonex em mấy bạn thử đi. Tôi nói thiệt, mấy bạn đang sợ nhất ở vấn đề cầu lông ở đây là tiền cầu lông nó tăng cao mà cái cộng lông nó dễ hư sản. Nhiều khi một trái cầu 25-30 ngàn, lớp nữa là đập con cái gãy lông gãy cánh. Vậy mấy bạn thử quýnh cầu Yonex đi. Cái cầu Yonex dù có gãy một cộng lông, hai cộng lông nó bay vẫn đầm, thì tính ra 1 triệu một ống, nhiều khi nó lại cái bài toán kinh tế đó các bạn lại giải quyết được. Tại vì nhiều khi một trái cầu đó các bạn cũng được 2-3 set luôn. Không, như anh nói 1 triệu một ống là do Aerosensei 50 nó mắc nhất, còn như những cái Aerosensei 30 thì nó khoảng tầm 700-800 thôi. Thì nó sẽ cầu dạng cầu tập á, nó vẫn có loại đó mà cho các bạn mà. Thì tổng kết lại sau video anh Thảo chia sẻ thì hiểu được một cái vấn đề của bạn, đó chính là nhu cầu tăng thì giá cầu cũng sẽ tăng bởi vì nguyên liệu sản xuất không đủ. Gọi là dùng từ là tôi cũng hơi gọi là giải oan một xíu cho mấy hãng. Mấy hãng không có ai mà muốn tự mà đạp cái đổ chén cơm mình cả. Cá nhân mình thấy nha, thường sẽ có những cái nhóm đánh cầu mình đánh bán like vậy là họ chỉ đánh duy nhất một loại cầu thôi. Họ đánh xuyên suốt luôn, giá cỡ nào lên họ cũng đánh và họ sẽ thu thêm một ít tiền của những người đánh bán like nhưng mà vẫn giữ nguyên là đánh một cái loại cầu đó. Và mình thấy là người đi đánh họ cũng rất là enjoy với cái điều này. Nhưng một số người không hiểu thì lại đổi cầu, đổi này. Và rốt cuộc là một cái vòng tròn. Sẽ tới một lúc thời điểm nào đó là nói chung là cũng phải có một cái giải pháp nào đó, một cái gì đó để mà bình ổn lại thôi. Chứ còn thực sự, tại vì nếu mà lên cao quá thì thật sự là người ta sẽ bỏ cầu lông thiệt đó. Thì qua video mong sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho các đồng thủ. Và các bạn nghĩ sao về cái vấn đề này, các bạn để lại cái bình luận của mình bên dưới cho video nó thêm chỉnh chu hoàn chỉnh hơn nha. Rồi, các bạn thấy video này hay bổ ích thì nhớ để lại cho Giác Sư Thảo, Sĩ Phương và Timmy một like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.